Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng kết hợp cùng các nghệ sĩ hài miền Bắc ra mắt MV ca khúc Việt Nam ơi cùng nhau đồng lòng. MV có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, ca sĩ Minh Quân. Tuấn Hưng cho biết, quá trình thu âm diễn ra vào đúng lúc có lệnh cách ly, vì thế anh đã lắp đặt một phòng thu ngay tại nhà của mình. Các nghệ sĩ đến thu từng người một hoặc là tự thu và gửi phần hát cho ekip. Tuấn Hưng cũng khẳng định chúng tôi không ngày khó, chỉ mong món quà tinh thần này sẽ mang lại điều gì đó có ích cho cộng đồng ở giai đoạn cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19.